Và bây giờ Thúy Hoàn xin được gửi tới tất cả quý vị quý một bài hát của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Và hôm nay thì gia đình Thúy Hoàn rất là vinh dự mà được đón nhạc sĩ ở tại khán phòng hôm nay. Thì Thúy Hoàn không biết nói gì hơn mà xin được thay mặt gia đình cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh cùng gia đình trăm năm hạnh phúc. Và bây giờ thì Thúy Hoàn xin được gửi tới tất cả vị quý một bài hát Về Quê, sáng tác của Phó Đức Phương. Chiều bừng bàn